Bây giờ các ông hãy nghe cho kỹ, tư duy cho khéo. Nay ta sẽ nói cho các ông nghe. Mạn Thù thất lợi bạch rằng: Xin dân, xin Thế Tôn nói chúng con rất thích nghe. Ngài Văn Thù xin lợi nói: Xin dân, chúng con ước mong Phật nói, chúng con rất thích nghe. Phật bảo ngài Mạn Thù thất lợi: Về phía đông kia, cách đây nhiều Phật độ bằng 10 lần số cát sông Căn Già, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật cõi ấy danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, bạc và phạm. Ông Mạn Thù thất lợi: Khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn đương hành đạo Bồ Tát, ngài đã phát ra 12 nguyện lớn, khiến cho các loài hữu tình cầu gì cũng được. Phật bảo ngài Mạn Thù thất lợi: Đức Phật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Về phía đông kia, cách đây nhiều Phật độ bằng 10 lần số cát sông Căn Già, cách thế giới Ta Bà một số Phật độ bằng 10 lần số cát sông Căn Già, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Căn Già, Ganga tức là Hằng Hà, Phật độ tức là Phật Quốc. Thế giới Tịnh Lưu Ly là ngụ ý một thế giới thanh tịnh trong suốt như lưu ly. Đức Phật cõi ấy danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngoài ra, giống như các đức Phật khác, ngài cũng có 10 danh hiệu, kể ra là Như Lai, ứng chánh đẳng giác, có nghĩa là chánh đẳng chánh giác, minh hạnh viên mãn, tức sự tu hành và trí huệ của ngài đạt tới chỗ viên mãn, thiện thệ thế gian giải, trí huệ cao vời và sự hiểu biết hết mọi sự của thế gian, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, thầy của trời và người, Phật, bạc và phạm, Thế Tôn. Ông Mạn Thù thất lợi: Khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn đương hành đạo Bồ Tát, ngài đã phát ra 12 nguyện lớn. Theo lời Phật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi, thì trong thời gian chưa thành Phật, tức thời kỳ nhân địa đang tu đạo Bồ Tát, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã lập 12 đại nguyện. Phàm người tu hành đều cần phải phát nguyện, phát những lời nguyện chân chánh, phát xuất từ trong tâm, rồi theo đó mà thực hành. Đức Thế Tôn Dược Sư phát nguyện là để khiến cho các loài hữu tình cầu gì cũng được. Ngày nay, chúng ta tu hành tương đối dễ dàng hơn so với Đức Thích Ca, vì ngài đã phải trải qua 3 kiếp lớn A Tăng Kỳ, nghĩa là vô lượng kiếp, tu hành mới thành được quả Phật. Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng vậy. Còn như chúng ta hiện nay, chỉ cần nương nhờ vào nguyện lực của các ngài và di sản của các ngài để lại cho chúng ta. Ý nói đó là Phật Pháp chứa đựng trong ba tạng 12 phần kinh. Liệu chúng ta có thể nhận di sản này để thừa hưởng chăng? Điều đó còn phải hỏi lại, xét xem chúng ta có phải là Phật tử chân chánh hay không. Giả tỷ công đức của chúng ta chưa đủ, chúng ta chỉ thực tâm muốn thành Phật tử chân chánh, thì chẳng thể nào thừa hưởng được di sản của Phật, loại pháp bảo vô thượng này. Nay Phật Lưu Ly Quang đã phát 12 điều nguyện lớn, nên hết thảy mọi chúng sanh hữu tình có thể cầu thứ gì được thứ ấy. Quý vị căn cứ vào câu kinh sở cầu dây đắc, cầu gì cũng được, thì sẽ thấy bất luận điều gì mà quý vị mong cầu, quý vị sẽ được toại lòng xứng ý, quý vị sẽ chóng thành Phật. Các vị Phật trong quá khứ đã từng phát nguyện như vậy, và nhờ vào nguyện lực đó chúng ta dụng công ít mà thành tựu nhiều, chúng ta đạt quả vị cao mà công sức không nhiều lắm. Do đó, gặp được pháp này, chúng ta phải hết sức tinh tấn, sanh tâm hoan hỷ lớn và đạt được niềm pháp hỷ sung mãn. Nguyện lớn thứ nhất: nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì tự thân ta sáng trưng rực rỡ,
chiếu soi tất cả vô lượng vô số vô biên thế giới, có đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ tùy hình, trang nghiêm thân ta, khiến cho các loài hữu tình đều được như ta không khác. Đệ nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đất A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Thời, tự thân quang minh, xí nhiên chiếu diệu, vô lượng vô số vô biên thế giới, dĩ tam thập nhị đại trượng phu tướng, bát thập tùy hình, trang nghiêm kỳ thân, linh nhất thiết hữu tình, như ngã vô dị. Chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ đã từng lập vô lượng vô biên nguyện lớn để lợi ích cho chúng sanh. Tới khi các ngài thành Phật thì các nguyên lực đó đều thành hiện thực. Do đó, hết thảy chúng sanh trong mười phương đều được thâu nhiếp. Nguyện lực có thể dí như cục đá 500, còn chúng sanh dí như chất sắt. Nguyện lực lớn thì sức hút mạnh, khiến cho bao nhiêu chúng sanh trong khắp mười phương, dầu nghiệp chướng nặng nề đến chừng nào, cũng đều bị nguyện lực thâu hút. Do nguyện ý của ngài là muốn giúp đỡ các chúng sanh, nên giữa hai đàn có nhân duyên đặc biệt với nhau. Bởi vậy, tuy chúng sanh bị vô minh che lấp, nhưng linh tri và linh giác của họ có thể cảm nhận được nhân duyên này. Lúc xưa, Dược Dương Bồ Tát đã từng tự thiêu để cúng dường Phật, hy sinh thân mình như vậy. Còn chúng ta ngày nay, đừng nói tự thiêu toàn thân, ngay đến thiêu một ngón tay cũng chưa dám thực hiện. Nguyện lớn thứ nhất, Dược Sư Lưu Ly Quang có lời nguyện đầu tiên như thế nào? Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ngài nói, ngài hy vọng rằng trong đời tương lai, khi ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành quả vị Phật, lúc đó tự thân ta sáng trưng rực rỡ, chiếu soi tất cả vô lượng vô số vô biên thế giới. Thân ngài sẽ sáng chói rực rỡ, chiếu soi tới tận vô lượng vô biên vô số thế giới, có đủ 32 tướng đại trường phu, 80 vẻ tùy hình, trang nghiêm thân ta. Khi ấy, có đủ cả 32 tướng đại trường phu, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm trên thân ngài, khiến cho các loại hữu tình đều được như ta không khác, khiến cho hết thảy các loại hữu tình cũng được như ta không khác, tức là thân hình của chúng hữu tình cũng đủ các tướng trang nghiêm như ta, và cũng sáng trưng chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới. Nguyện lực của ta là như vậy đó. Ta không muốn chỉ riêng mình thành Phật, riêng mình sáng trưng, mà muốn rằng các chúng sanh được ta chiếu soi tới cũng sẽ có được thân thể giống như ta. Nhân vì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang đã có lời phát nguyện đó, cho nên ngày nay khi nghe tới công đức bản nguyện này, chúng ta thấy được cơ hội có thể có được một tấm thân sáng trưng như ngài. Chúng ta không nên tự coi thường mình. Quý vị bảo rằng quý vị chẳng cần có thân thể sáng chói, sáng hay không sáng cũng chẳng có ích lợi gì. Vậy chứ thân hình không sáng thì có ích lợi hay sao? Nguyện lớn thứ hai, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch không vết nhơ, sáng sủa rộng lớn, công đức cao dời, thân khéo an trú, lưỡi sáng trang nghiêm, sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng. Chúng sanh ở nơi tối tăm đều được sáng bừng, đâu cũng làm được mọi sự như ý. Đệ nhị đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề Thời, thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tịnh vô hà uế, quang minh quảng đại, công đức nguy nguy, thân thiện an trú, diệm võng trang nghiêm, quá ư nhật nguyệt, u minh chúng sanh tất mong khai hiểu, tùy ý sở thú, tác chư sự nghiệp. Nguyện lớn thứ hai, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly. Nguyện lớn thứ hai là khi ta thành Phật, thân ta giống như lưu ly, trong ngoài sáng suốt, nghĩa là trong suốt từ trong ra ngoài, sạch không vết nhơ, bên trong không có vết, không có chỗ nhơ, bên ngoài cũng vậy, hoàn toàn trong sạch, sáng sủa rộng lớn, không thể nói là sáng rực tới độ nào, chỉ biết là sáng sủa rộng lớn. Công đức cao dời, công đức thì cao dời, thân khéo an trú, thân thiện an trú,
thân thể của ta an ổn, không một bệnh tật gì. Lưỡi sáng trang nghiêm, trang nghiêm bằng một thứ lưới sáng trực, sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng. Chúng sanh ở nơi tối tăm, các chúng sanh ở nơi tối tăm đều được sáng bừng, đều được sáng rực như vậy, đâu cũng làm được. Tùy ý muốn đến chỗ nào thì được chỗ ấy, mọi sự như ý, việc gì cũng thành tựu, mọi sự như ý nguyện. Chúng ta thấy quả là Phật hết sức thông cảm cho các chúng sanh, dầu một chi tiết nhỏ có thể lợi ích cho chúng sanh, Phật cũng không bỏ sót. Không ai quan tâm và thân thiết với chúng ta bằng Phật. Nguyện lớn thứ ba, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, ta dùng vô lượng vô biên phương tiện trí tuệ, khiến cho chư hữu tình đều được mọi vật thọ dụng vô cùng, chẳng để chúng sanh có chỗ thiếu sót. Đệ tam đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề thời, dĩ vô lượng vô biên trí huệ phương tiện, ninh chư hữu tình, dài đắc vô tận sở thọ dụng vật, mạc linh chúng sanh hữu sợ phạm thiểu. Nguyện thứ ba, Đức Dược Sư phát lời nguyện lớn này khi Ngài còn là một tỳ kheo trong đời quá khứ. Thổ ấy, Ngài cũng giống như quý vị, như tôi hay các chúng sanh khác. Chỉ không giống là ở chỗ Ngài tự phát ra lời nguyện lớn, nên Ngài đã sớm thành Phật. Còn như chúng ta thì quả là ích kỷ tự lợi, tham lam truy cầu, tranh chấp nhau, không muốn lập nguyện lớn. Bởi vậy, cho đến nay, chúng ta chưa thành Phật được. Ngài nói, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, ta dùng vô lượng vô biên phương tiện trí tuệ. Ta nguyện đời sau, khi ta thành Phật, ta sẽ lấy những phương tiện trí huệ vô số kể và vô bờ bến. Đây là phương tiện trí huệ, chẳng phải là phương tiện ngu si. Phương tiện trí tuệ là thế nào? Là những pháp có lợi ích cho người. Pháp đó chẳng nhất thiết lợi ích cho ta. Cứ loại nào có lợi ích cho người khác thì mang ra để giáo hóa. Còn phương tiện ngu si thì sao? Đó là những loại không hợp với thiện pháp, trái với thiện pháp, mà hợp với ác pháp, tương ưng với ác pháp. Tương ưng với ác pháp là như thế này. Ta lấy thí dụ, khi bị muỗi cắn, ta vô ý đập chết con muỗi, rồi tự bào chữa rằng đó là phương tiện, không đáng kể, không phạm sát giới, không phải là phá giới. Cũng như trường hợp, mỗi khi thấy ai có thứ gì hay thì ta động lòng tham, đợi đến khi người ta không chú ý, bèn lấy cắp mang đi, rồi lại tự bảo rằng đây không phải là ăn cắp, phương tiện mà, người khác dùng cũng như ta dùng, có gì đâu mà phân biệt. Kỳ thực, lấy trộm của người là không hợp pháp, tương ưng với ác pháp, vậy mà còn bảo là phương tiện, không có gì là quan trọng. Về tà dâm chẳng hạn, ai cũng biết, vợ chồng một khi đã kết hôn chính thức với nhau thì sự tư tình của chồng sẽ làm cho vợ không vui. Khi đã phạm điều tà dâm rồi lại còn cho rằng chuyện đó chẳng can hệ gì, chỉ là phương tiện thôi. Biết rõ thế nào là tà dâm nhưng vẫn cố bao che, diện hết lý lẽ để bênh vực mình, cứ một mực nghĩ rằng có gì là can hệ lắm đâu, ai mà biết được. Quý vị thử nghĩ coi, nói dối, uống rượu cũng lý luận tương tự như vậy đó. Ồ, uống chút xíu rượu, uống chơi cho vui thôi, có gì là quan trọng đâu, tôi đâu có sai. Nói dối như vậy thì có gì đâu mà sợ, có ai chết đâu mà nghiêm trọng quá vậy. Đây chỉ là cách tự dành lẽ phải cho mình, đó gọi là những phương tiện ác, phương tiện ngu si. Trở về kinh văn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nói, Ngài dùng phương tiện trí huệ khiến cho chư hữu tình đều được mọi vật thọ dụng vô cùng. Nghĩa là khiến cho hết thảy các loài hữu tình đều được mọi vật thọ dụng, bất cứ thứ gì, cần gì được nấy. Chúng ta thấy Phật có tâm bố thí rất mực rộng lớn, Ngài dùng nguyện lực này để thỏa mãn các ước muốn của chúng sanh. Những gì chúng sanh mong cầu, chẳng để chúng sanh có chỗ thiếu sót, không để cho chúng sanh thiếu thốn một thứ gì, cái gì cũng đầy đủ hết, khiến ai nấy đều xứng ý thỏa lòng mọi sự tốt đẹp. Nếu quý vị muốn mọi mong cầu của mình đều được thành tựu, thì hãy mau mau niệm danh hiệu của Ngài hay tụng kinh
công đức bổn nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, quý vị sẽ được toại nguyện. Có người nói rằng, tôi biết rồi, tôi niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai rồi, tôi đến sòng bạc tại Fresno. Tôi mà thắng được 1 triệu đồng, thì về sau tôi sẽ không đánh bạc nữa. Tôi cầu xin như vậy. Nếu quý vị thật lòng, thì rất có thể quý vị sẽ được toại nguyện. Nhưng nếu quý vị nửa tin nửa ngờ, thì quý vị sẽ không thể nào dối gạt được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nguyện lớn thứ tư, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, nếu có những hữu tình tu hành tà đạo thì ta sẽ khiến họ an trú trong đạo Bồ Đề. Còn nếu tu hành hạnh thanh văn độc giác thì đều an lập nơi Pháp Đại Thừa. Đệ tứ đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược trừ hữu tình hành tà đạo giả, tất linh an trú Bồ Đề đạo trung. Nhược hành thanh văn độc giác thừa giả, và dĩ đại thừa nhi an lập chi. Nguyện lớn thứ tư, trong điều nguyện thứ tư này, ngài nguyện cho hết thảy các loài hữu tình đều bỏ tà quy chánh, bỏ mê về giác, lìa khổ hưởng vui. Nguyện cho ai tu tiểu thừa đều hướng về đại thừa, phát tâm Bồ Đề chân chánh để tương lai thành tựu quả Phật. Ngài nguyện rằng, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, tức là khi phát nguyện thì ngài chưa thành Phật, ngài nói về đời sau này khi ngài chứng quả vị chánh đẳng chánh giác. Nếu có những hữu tình, đây là bao quát hết thảy các chúng sinh. Nói chung, trong số các chúng sanh, kẻ có chánh tri chánh kiến thì rất ít, mà kẻ có tà tri tà kiến thì lại rất nhiều. Nói đến chánh pháp, ít người thông hiểu, chịu tiếp thu và thực hành. Ngược lại, nói tới tà pháp, loại bàn môn tả đạo, hoặc thứ gì có vẻ huyền bí, có vẻ dễ dàng, thì tức khắc người ta đổ xô tới để theo. Bởi vậy mới nói, tu hành tà đạo, tức ám chỉ người tu pháp ngoại đạo, không cầu chánh pháp. Nói đến các loại như bùa ếm, đầu độc, cầu cơ, đồng bóng, vân vân, thì người ta tin ngay. Còn giảng kinh, nói pháp thì họ chẳng thấy hay ho gì. Nếu bảo họ rằng anh sẽ gặp tai nạn như thế này, muốn tránh được anh phải làm việc này việc kia, nói vậy là họ tin ngay. Còn giảng cho họ Phật pháp thì chẳng ai muốn nghe. Thì ta sẽ khiến họ an trú trong đạo Bồ Đề. Tuy họ tu theo tà đạo, nhưng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng cố gắng dùng các pháp phương tiện khiến họ bỏ đường mê để quay về lối giác, bỏ tà quy chánh, dứt đường sanh tử, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, an trú trong đạo Bồ Đề. An trú ở đây có nghĩa là bỏ tà quy chánh, không còn trở lại đường tà, để an ổn trú nơi đường giác. Đường giác là đường trí huệ. Quý vị có trí huệ, quý vị sẽ đi con đường chánh pháp. Quý vị không có trí huệ, ngu si, quý vị sẽ đi vào con đường nhỏ, con đường có loại bàn môn ngoại đạo. Nay, kẻ bàn môn ngoại đạo được Phật Dược Sư Lưu Ly Quang dùng phương tiện để quay về đường chân chánh của Phật giáo. Còn nếu tu hành hạnh thanh văn độc giác, thanh văn là những pháp tứ đế gồm các món khổ, tập, diệt, đạo. Còn độc giác là chỉ về pháp tu thập nhị nhân duyên. Pháp đó tóm tắt như sau: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Hết thảy các chúng sanh đều do 12 nhân duyên này mà sanh, do 12 nhân duyên này mà diệt. Như trong câu, các hành là vô thường, đó là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nếu chứng ngộ được pháp tu 12 nhân duyên, tức bỏ mê quay về giác, rồi sau đó bỏ tiểu mà hướng tới đại. Bỏ tiểu hướng tới đại chính là tu pháp môn lục độ. Thập nhị nhân duyên,
do vô minh mà chúng ta sanh ra đời, tức là từ cái chỗ mê mờ mà sanh ra. Vô minh là gốc của phiền não, gốc của sanh tử, cũng là gốc của mọi sự phiền hà, hết thảy mọi vấn đề rắc rối. Tu là tu cái gì? Tu chính là phá vô minh. Vô minh làm cho quý vị mờ tối, không hiểu rõ việc mình làm, hành động trong sự hồ đồ, hành động mà không hiểu, không hiểu mà vẫn hành động, đó gọi là vô minh. Vô minh chi phối hành động của quý vị, khiến quý vị thành điên đảo, mơ hồ, sống trong mơ, chết trong mộng, tham đắm các thứ như tiền của, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, tài sắc danh thực thùy. Khi đã có vô minh thì nó thể hiện bằng hành vi. Hành vi gì? Tức là làm cái điều mà quý vị không hiểu rõ, hoặc chỉ hiểu một chút chứ không hiểu tất cả ngành ngọn. Đã có hành vi thì sẽ có dấu vết, sẽ có hình tướng lưu lại. Có hành động tức có sự tướng, có sự tướng tức có cái tên. Khi đường hành động thì tâm chưa khởi lên sự phân biệt. Hành động xong rồi mới có thức, tức là tâm phân biệt, gọi là cái biết, cái tri thức. Đã phân biệt rồi thì sẽ có ngày bốn thứ tướng: nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Thức này là ý thức, và tác dụng của nó mang lại danh và sắc, tức là nói tới vật thể. Vật thể thành hình hài gồm có lục nhập: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bằng lục nhập, hình hài tiếp xúc với ngoại giới, lúc đó xúc sẽ mang lại thọ, sự cảm thọ. Nhờ có tâm phân biệt mà xúc đưa tới cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, khoái cảm hay không khoái cảm. Từ đó tâm ái, cái tham ái xuất hiện. Bởi vậy mới nói là xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Một tiến trình đi theo thứ tự đó. Khi đã có ái, tức có ngày hữu, ý muốn chấp hữu, hướng về tự kỷ, cái ta, do đó mà dẫn tới đời sau, sinh, rồi theo trình tự tiến tới già và chết, lão tử. 12 nhân duyên nói trên đã kể ra đủ hết tiến trình của hết thảy mọi chúng sanh trong sự luân hồi sanh tử. Độc giác là những người ngộ lý nhân duyên này. Họ thấy các nhân duyên nối kết với nhau thành một dòng, không có đầu mối, không có chỗ đứt đoạn. Do đó, họ tu để ra khỏi dòng sanh tử, thoát cảnh luân hồi. Thanh văn và duyên giác, tức độc giác, là hai thừa trong Phật giáo, gọi chung là nhị thừa. Hai thừa này thực ra chưa phải là chỗ cùng tột, cứu cánh. Ai tu và chứng được hàng nhị thừa thì giải quyết xong vấn đề phân đoạn sanh tử, nhưng vẫn chưa dứt được biến dịch sanh tử. Bởi vậy trong kinh, Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang đã từng phát nguyện thì đều an lập nơi Pháp Đại Thừa, nghĩa là Ngài nguyện độ cho họ từ Tiểu Thừa mà tiến tu Đại Thừa, đặng họ phát tâm tu thành Phật Đạo, tới bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện lớn thứ năm, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, nếu có vô lượng vô biên hữu tình tu hành phạm hạnh trong pháp của ta, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu, đủ giới tam tụ. Nếu có ai đã trót phạm giới, nghe tên ta rồi lại trở về thanh tịnh, chẳng vào đường ác. Đệ ngũ đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược hữu vô lượng vô biên hữu tình, ư ngã pháp trung tu hành phạm hạnh, nhất thiết giai linh đắc bất khuyết giới, cụ tam tụ giới, thiết hữu hủy phạm, văn ngã danh dĩ, hoàng đắc thanh tịnh, bất đọa ác thú. Chúng ta ngày nay sở dĩ không bị đọa vào ba đường ác là nhờ danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã cứu chúng ta. Giả tỷ tên của Ngài không có trên thế gian này thì e rằng tất cả mọi người đã bị đọa vào địa ngục,
làm loài quỷ đói, làm súc sanh, khó mà được làm thân người. Thật vậy, với nguyện lực của ngài, thì dầu quý vị có phạm 10 điều ác, ăn mặn phá giới, không làm điều lành, song nếu nghe được đến hồng danh dạng đức hạnh của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì quý vị sẽ được tiêu trừ hết tội nghiệp, lìa khổ được vui, thoát dòng sanh tử. Nguyên do là ngay từ thuở dược sư Lưu Ly Quang Như Lai gieo nhân tu đạo Bồ Tát, ngài đã sớm biết đa số chúng ta ngày nay không giữ giới luật, ở trong cảnh thiện ác hỗn tạp, chẳng rõ ràng, dĩ như nước dưới đất lẫn lộn thành một chất bùn nhơ. Nước là trí huệ, bùn là dư minh. Giữ giới luật là trở về nguồn cội, là khôi phục lại trí huệ sẵn có của mình. Không giữ giới luật tức là làm đục nước trí huệ bằng chất bùn dư minh vậy. Tuy nhiên, giữ được giới luật chẳng phải là điều dễ dàng. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai vốn biết trước tập khí và lỗi lầm của các chúng sanh là như vậy, nên trong nguyện lớn thứ 5, ngài đã nói: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, đến đời sau này khi ta thành Phật, nếu có vô lượng vô biên hữu tình, tức là nói hết tất cả, tôi và quý vị cũng đều nằm trong số vô lượng vô biên hữu tình đó. Tu hành phạm hạnh trong pháp của ta, trong pháp của ta tức là Phật pháp, pháp chung của chư Phật, tu hành phạm hạnh tức là tu hành thanh tịnh, hay nói khác là nghiêm trì giới luật, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu. Đối với bất cứ ai tu Phật pháp thì nguyện lực của ta là khiến cho tất cả giữ được giới hạnh đầy đủ, viên mãn giống như dần mặt trăng, không bị khuyết hãm, đủ giới tam tụ, đầy đủ giới tam tụ. Tam tụ giới gồm các giới như sau: 1. Trì nhiếp chúng sanh giới. 2. Nhiếp thiện pháp giới. 3. Nhiếp luật nghi giới thanh tịnh. Giữ được mấy giới này quả là một sự khó khăn, cho nên nguyện của ngài là: nếu có ai đã trót phạm giới, nghe tên ta rồi lại trở về thanh tịnh, chẳng vào đường ác. Nếu phạm giới chẳng hạn, sau khi nghe đến tên ta liền được thanh tịnh trở lại, không bị đoa vào đường ác như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Tại sao gọi là giới tam tụ? Tam tụ tịnh giới, tụ nghĩa là tụ tập, và chữ tụ nói lên ý nghĩa rằng các giới này không cùng một loại. Thí dụ, nói về nhiếp luật nghi, tức là nói tới 300 lễ nghi, 3000 oai nghi. Chữ nhiếp có nghĩa là bao quát, gồm thâu hết thảy luật nghi và oai nghi. Thí dụ nói nhiếp thiện pháp, tức nói bao gồm hết thảy các thiện pháp, kể ra thì là vô lượng vô biên, chẳng phải chỉ một loại thiện pháp. Như trong câu, không làm các điều ác, luôn làm các điều lành. Còn nhiếp chúng sanh cũng là nghĩa bao gồm hết thảy các chúng sanh, và theo giới này là độ các chúng sanh thành Phật, nhiếp thâu hết tất cả không trừ một ai. Giới tam tụ quả là nhiều, không dễ gì mà giữ được trọn vẹn. Vậy phải làm sao nếu trót lỡ phạm giới? Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đã nguyện rằng, nếu người nào phạm giới luật mà nghe đến danh hiệu của ngài thì sẽ được thanh tịnh trở lại, và người đó sẽ khôi phục lại tình trạng như lúc chưa phạm giới, không còn lo sợ bị đọa vào đường ác. Quý vị nghĩ xem, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đối với mỗi người trong chúng ta quan tâm đến như vậy, chu đáo đến như vậy, chúng ta không lẽ không đáp ứng lòng từ bi của ngài để cố gắng tu hành, giữ gìn giới luật? Chúng ta có lý nào lại bảo rằng đâu cần giữ giới làm gì, ta có việc phá giới? Đằng nào, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng đã phát nguyện cứu giúp nếu chúng ta phạm giới mà. Nghĩ như vậy là sai lầm. Chúng ta không thể cố ý phá giới. Rồi. Nguyện lớn thứ 6. Nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình mang thân hèn kém, mọi căn chẳng đủ, xấu xa ngu ngốc,
mù điếc ngậm câm, què quặt lưng còng, phòng hủi điên cuồng, bao nhiêu bệnh khổ, nghe đến tên ta, hết thảy đều được đoàn chánh sáng suốt, mọi căn hoàn toàn, không mọi tật khổ. Đề luật đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc vô đề thời, nhược chư hữu tình, kỳ thân hạ liệt, chư căn bất cụ, xú lậu ngoan ngu, manh lung ấm á, luyến tích bối lũ, bạch lại điên cuồng, chủng chủng bệnh khổ, giằng ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc đoàn chính hiệt tuệ, chư căn hoàn cụ, vô chư tật khổ. Bộ kinh này nói về những lời nguyện của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, những lời nguyện trong đời quá khứ, trong thời kỳ tạo nhân, hay gọi là nhân địa. Lúc đó, Ngài đã nguyện những gì? Đến nay, những nhân đó kết thành quả gì? Hiệu lực của chúng ra sao? Chúng ta phát nguyện cũng vậy, đó là gieo nhân. Tới khi kết thành quả, thì nhân gì tạo ra quả ấy? Nhân lành thành quả lành, nhân ác sẽ thành quả ác. Thế nào gọi là nguyện lành? Đó là những lời nguyện chẳng nhằm lợi ích cho mình. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai nguyện cho hết thảy mọi chúng sanh. Chẳng khi nào Phật là phát nguyện đại khái như: ta nguyện khi nào thành Phật, ta sẽ hưởng phước như thế này, khoái lạc như thế kia, và quên hết các chúng sanh. Phật không bao giờ làm như vậy. Niềm vui nhất Phật chứng được, Phật không muốn hưởng một mình, mà muốn chia sẻ cùng tất cả chúng sanh. Phật phát nguyện thành tựu thiện nghiệp như vậy, đời đời kiếp kiếp thực hành đạo Bồ Tát, lợi mình, lợi người, giác ngộ cho mình, rồi giác ngộ người, độ mình, độ người. Tóm lại là những lời nguyện đại Bồ Đề. Các Bồ Tát phát thiện nguyện chính là những lời nguyện đó, nguyện thành tựu thiện nghiệp, nguyện thành đạt thiện quả, và thiện quả chính là thành Phật. Thành Phật chẳng phải là duy ngã độc tôn, ngự trên đỉnh cao chót vót. Thành Phật chỉ là cái trí huệ vượt trên chúng sanh, bỏ mê quay về giác ngộ, lìa hết mọi thứ vọng tưởng điên đảo. Còn chúng sanh như chúng ta thì mỗi hành động là một lần tạo nghiệp, lại là nghiệp xấu chẳng phải nghiệp thiện. Thẳng hoặc có một vài niệm tốt, nhưng mức độ của chúng chẳng lấn át được niệm xấu. Thành thử nghiệp của chúng ta là một thứ hỗn độn, thiện ác lẫn lộn với nhau. Nếu có thể dùng máy điện toán mà liệt kê ra thì ác nhiều hơn thiện. Vậy cho nên đời này nối đời kia, mỗi đời một kém đi, thèm một sự trôi dạt, sự tình gặp gỡ chẳng được xứng ý. Bởi đâu ra nông nổi đó? Bởi chẳng tạo nghiệp thanh tịnh, chẳng phát thiện nghiệp như Phật, chẳng tu thiện nghiệp để tương lai kết thành thiện quả. Chúng ta cũng muốn phát nguyện mà ngặt gì lòng dị kỷ tác quái, nên chỉ lo cho mình, không lo cho người khác. Có thể có một số nào đó lo việc chung, nhưng kỳ thật họ mua chút hư danh, chỉ mong cầu người khác biết đến tên mình mà thôi. Do đó mà họ tạo ra loại nghiệp hỗn tạp, nghiệp xấu nặng hơn nghiệp tốt, nên chịu cảm thành những quả xấu. Vì những lẽ đó, chúng ta sanh ra đời được hưởng chút khoái lạc, nhưng cũng chịu thống khổ, và tụ chung thì thống khổ nhiều hơn khoái lạc. Nói cho đúng, đây chẳng phải là thứ khoái lạc chân chánh, phải là thường lạc ngã tịnh phát xuất từ trong tự tánh mới gọi là chân chánh. Còn như cái lạc của chúng ta, nó không kéo dài, nó không có tính cách thường. Cái ngã của chúng ta cũng bất thường, cái tịnh cũng bất thường. Thường lạc ngã tịnh là thứ khoái lạc của sự thanh tịnh, chẳng phải khoái lạc của kẻ khiêu vũ, của người uống rượu, hay của người đi coi hát. Một thứ khoái lạc của kẻ bội giác hiệp trần, quay lưng với giác ngộ và hướng về trần tục, tóm lại là điên đảo. Có người nói, pháp sư nói như vậy thì trong thế gian này không có khoái lạc ư? Quý vị hãy nghĩ cho kỹ đi, thế nào là khoái lạc thật sự? Hãy nói về cái ăn và mặc. Ai cũng muốn mặc đồ đẹp, một bộ đồ đắt tiền, quý giá. Kỳ thực, nó là cái gì? Nó là cái gông, cái cùm, khiến cho ta đi đứng không tự nhiên, ngồi nằm không tự nhiên. Vì lý do gì vậy? Bởi vì
lúc nào ta cũng phải lo chăm sóc và giữ gìn cho bộ đồ đẹp đó. Con người là dạng vật chi linh, là hạng siêu việt trong muôn loài, mà lại làm cái nô lệ cho đồ áo quần trang. Nói về ăn thì ăn thứ này ngon, ăn thêm thứ kia ngon, ăn cho đến bội thực, nôn mửa. Còn ở thì như người ta nói, nhà lớn ngàn gian, ngủ chẳng quá 8 thước, ruộng tốt vàng thửa, ăn chẳng quá 3 bữa một ngày. Vậy thì cuộc đời với ăn mặc và trú ngụ có gì là khẩn trương lắm đâu, để chúng ta phải bận bịu suốt ngày, không còn thời gian ngơi nghỉ. Vô thường chợt đến, chết tới rồi, lại bảo công việc của tôi chưa làm xong, chưa là hết việc. Xin Diêm Vương hoãn cho tôi một kỳ, để thủng thẳng rồi tôi sẽ đi, có được không? Quỷ vô thường sẽ lắc đầu bảo, không được đâu, ta chẳng thể để cho ngươi sống thêm giây phút nào nữa, thế là hết đời. Quý vị thử coi, kết cục còn có gì là hay nữa đâu. Chẳng qua vì chúng ta không nhận ra mọi sự việc cho rõ ràng, cho nên mới chạy theo cái hư vọng. Cái danh cái lợi đều hư vọng, cho nên trong tâm lúc nào cũng đầy rẫy phiền não. Đó là điều mà chúng ta khác với Phật. Đối với Phật, mọi sự tình đều được nhận thức rõ ràng. Phật nhìn ra hết rồi buông bỏ hết, nên luôn luôn được tự tại. Vừa nhận ra xong là Phật phát nguyện. Những nguyện đó nhằm lợi ích cho các chúng sanh, nhằm thực hành đạo Bồ Tát. Bởi vậy, Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mới phát các nguyện lớn. Nguyện lớn thứ 6 của Ngài, Đệ Lục Đại Nguyện. Nguyện đời sau này, nguyện rằng trong tương lai, tới đời sau này, một số người không tin có đời sau. Nếu thực tế không có đời sau, thì quý vị cứ việc đi giết người, đi đốt nhà người ta, thà hồ muốn làm gì thì làm. Kỳ thật, bởi kiếp sau và mọi việc đều phát sinh hậu quả, nên quý vị không thể làm bậy được mà phải hành động cho hợp lẽ, chứ không thể bạ cái gì làm cái đó, không kể gì đến kết quả về sau. Quý vị hỏi rằng, sao tôi chẳng biết gì về đời quá khứ của tôi và kiếp sau của tôi? Quý vị không biết ư? Vậy trước khi quý vị ngủ, quý vị có biết gì về thời gian lúc quý vị thức không? Quý vị không biết. Bởi vậy, trong đời này, quý vị đâu có nhớ gì về những sự tình của kiếp xưa. Phật dạy rằng, yếu tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Yếu tri lai thế quả, kim sinh tố giả thị. Nghĩa là, muốn biết nhân của kiếp trước ra sao, hãy xem kiếp này ta lãnh thọ cảnh ngộ nào. Vì cái mà ta đừng lãnh thọ chính là cái quả do nhân kiếp trước đã gieo trồng. Muốn biết kiếp sau ra sao, hãy xem những điều ta làm trong kiếp này như thế nào. Vì gieo nhân trong kiếp này thì sẽ có kết quả trong kiếp sau. Đó là luật nhất định, không sai trái. Phật biết rõ đạo lý này nên phát nguyện rằng, đời sau khi Ngài, khi đắc đạo vô thượng Bồ Đề, tức là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là thành Phật, nếu những hữu tình, nếu những chúng sanh bao quát hết cả những loài có khí huyết, mang thân hèn kém, thân thể hèn kém, ý nói những ai có hình dung xấu xí khó coi, có những người trong diện mạo không bình thường, mắt tai mũi miệng chẳng hạn không mọc đúng chỗ, trông thật kỳ cục xấu xí, quý vị bảo, tôi chưa hề thấy người nào như vậy. Quý vị chưa thấy lần nào ư? Mà quý vị cũng chẳng nên bắt chước họ làm gì. Tóm lại, có kẻ mang tướng mạo của loài chó, có kẻ tướng mèo, tướng chuột, tướng gấu, tướng ngựa, tướng con nai, đủ cả như vậy đó. Nhiều lắm, trông thấy mà ghê. Đó là các tướng hạ liệt hèn kém. Lại chẳng phải chỉ có vậy, còn những loại mọi căn chẳng đủ, các căn không đầy đủ, hoặc giả chỉ có một mắt, chỉ một tai, mũi có một lỗ, hoặc giả tay chân không cử động bình thường, hoặc giả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không điều hợp được với nhau, cũng gọi là các căn không đủ, hoặc giả chúng có đủ nhưng coi như không có vậy. Sợ chúng ta không hiểu hết ý của câu kinh mang thân hèn kém, mọi căn chẳng đủ, nên đoạn kế tiếp còn nói rõ hơn nữa.
Xấu xa ngu ngốc. Xấu xa là không ưa nhìn. Khó coi và ngu ngốc là đần độn, nói gì cũng không hiểu. Quý vị bảo cho biết 2 với 2 là 4, thì kẻ ngu trả lời rằng 1 với 2 là 3, sao có thể thành 4 được? Tóm lại là hết sức ngu si. Mù điếc ngọng câm, manh lùng ấm á. Manh là mù, lùng là điếc. Có tai có mắt mà không nghe không thấy. Ấm là ngọng. Khi nói thì thanh âm như mắc lại trong cổ họng, nghe như tiếng mũi kêu, nói chẳng ai hiểu gì. Còn như á là câm hoàn toàn. Những người mù, điếc, ngọng câm, quả là khổ không biết chừng nào. Quả báo ra sao mà đến nỗi như vậy? Cũng tại trong kiếp trước đã tỏ ra hoài nghi khi nghe giảng Phật Pháp, không chịu lắng tai nghe, nên nay thành điếc tai. Gặp Phật Pháp mà không nhận ra nên thành mù. Bảo học Phật Pháp mà không nghe lời nên thành ngọng. Nặng hơn nữa là biến thành câm. Các bệnh trên đều do quả báo. Què quạt lưng còng, luyến tích bối lửu. Luyến là tai bị quắp lại, không duỗi thẳng ra được. Các ngón tay thì nắm lại cũng không thể xòe ra. Tích là bị tê liệt, bối lửu là còng lưng. Phòng hủi điên cuồng, bạch lại điên cuồng. Bạch lại là khi có những nấm trắng hay đỏ, giống như những miếng giá trên mặt. Điên cuồng thì đó là bệnh của những đứa trẻ bị ngược đãi, bệnh của kẻ tự cắn xé chính mình, hành hạ mình, chửi rủa mình. Nguyên do bởi trước họ phỉ báng kinh Hoa Nghiêm, phỉ báng kinh Đại Thừa, phỉ báng Phật Pháp. Tóm lại, bao nhiêu bệnh khổ, những loại bệnh khổ như vậy. Nghe đến tên ta, sau khi nghe tên ta, hết thảy đều được đoan chánh, thì tất cả đều được trở lại đoan chánh. Hình dung không còn xấu xí khó coi nữa. Sáng suốt tức là thông minh, có trí tuệ, mọi căn hoàn toàn. Các thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cả sáu căn đều đầy đủ và thông lợi. Không mọi tật khổ, mọi tật bệnh, mọi sự thống khổ đều được giải trừ. Khỏi cần phải dùng thuốc thang, khỏi cần y sĩ cứu chữa. Quý vị coi, như vậy có phải là thần diệu không? Mà chỉ cần nghe đến danh hiệu của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai là tất cả các tật bệnh, các thống khổ đều tiêu tan. Phật dược sư đối với nhân loại quý giá như vậy đó. Mỗi hành động, cử chỉ của Ngài đều hướng về lợi ích cho các chúng sanh, không hề có điều gì bất lợi cho mọi người, không muốn chúng sanh phải gặp quả báo. Những điều Ngài phát nguyện chỉ cốt cho hết thảy được vừa lòng, được vui sướng. Ý của Ngài là như vậy. Nguyện lớn thứ 7, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị bệnh bức thiết, không ai cứu giúp, không chỗ nương thân, không thầy không thuốc, không người thân thích, không cửa không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên ta nghe lọt vào tai, mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, gia quyến tiền của thấy được phong túc, cho đến chứng được vô thượng bồ đề. Đệ thất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình chúng bệnh bất thiết, vô cứu vô quy, vô y vô dược, vô thân vô gia, bần cùng đa khổ, ngã chi danh hiệu nhất kinh kỳ nhĩ, chúng bệnh tất trừ, thân tâm an lạc, gia thuộc tư cụ, tất giai phong túc, nại chí chứng đắc vô thượng bồ đề. Nhiều vị đến đây nghe kinh vẫn chưa biết Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là ai. Tiện đây tôi xin giảng thêm một chút. Ngài chính là một đại y dương. Bởi là vua trong giới thầy thuốc, Ngài chữa bệnh chẳng cần dùng thuốc. Hết thảy các chúng sanh chỉ cần nghe đến danh hiệu của Ngài thì mọi bệnh khổ đều tiêu tan. Các y sĩ thường hay nói tới giọng văn dấn thiết trong nghề chuẩn bệnh. Giọng là xem bệnh bằng cách ngắm nhìn, văn là nghe tiếng nói, dấn là hỏi xem bệnh tình có những triệu chứng nào, đau đầu chăng, đau chân, đau răng, mắt mũi có đau không, hỏi những thứ đó. Thiết tức là coi mạch. Cách chữa bệnh cũng có mức độ như thần, thánh, công, xảo.
thần thì siêu diệt, chẳng thể nghĩ bàn. Thánh kém hơn một chút, nhưng cũng chẳng thể nói bàn. Công là nó tới dùng công phu, còn xảo là sự khéo léo, ngắm nhìn mà biết bệnh. Giọng thì quả là thần, nghe tiếng gian mà biết là thánh, hỏi bệnh vấn mà biết là công, bắt mạch thiết mà biết là xảo. Bình thường các y sĩ đều phải áp dụng cả bốn cách nói trên, và còn tham bát tám nguyên tắc chuẩn bệnh, tứ chuẩn bát cương. Đối với Phật dược sư, các phương cách vừa kể đều không cần thiết. Một khi quý vị xưng danh hiệu của Ngài, bệnh liền tiêu tan. Do đó điều này phải kể là điểm đặc biệt trong bổn nguyện của Ngài, nhằm lợi ích các chúng sanh. Sự thần diệu đó phát sinh từ đệ thất đại nguyện. Lời nguyện thứ bảy của Ngài, lời nguyện như sau: nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị bệnh bất thiết, ta nguyện đời sau này, khi ta thành Phật, nếu những hữu tình bao gồm hết thảy các hữu tình bị bệnh tật bức bách làm cho đau đớn, không ai cứu giúp, không chỗ nương thân, vô cứu vô quy, không ai cứu được, không người giúp đỡ. Vô quy nghĩa là không có nơi nương thân, không thầy không thuốc, không có y sĩ chữa trị cho, không có thuốc, không người thân thích, không cửa không nhà, không có thân thích gia quyến, bần cùng khốn khổ, hết sức nghèo hèn khổ sở. Lúc đó chỉ cần một khi tên ta nghe lọt vào tai, tên của Ngài được lọt vào tai, tức danh hiệu tiêu tai diền thọ diệt sư Phật, thì mọi bệnh đều hết, mọi bệnh tật đều được giải trừ. Quý vị thấy đó, không phải uống thuốc, không phải chích thuốc, chẳng cần quan tuyến X, chẳng cần phóng xạ hay chạy điện, không dùng đến ngải hay kim để châm cứu, vậy mà mọi bệnh đều tiêu tan hết, thân tâm yên vui, thân và tâm đều được an lạc. Các cư sĩ nghe đến đoạn kinh này e rằng không được vui, họ sợ nghề nghiệp của mình bị cướp đoạt. Quý vị đó cứ yên tâm, không sợ mất khách đâu. Gia quyến tiền của thảy đều phong túc, vật dụng của gia đình cùng quyến thuộc đều được phong túc, không bị thiếu thốn, cho đến chứng được vô thượng bồ đề, cuối cùng lại còn chứng quả vô thượng bồ đề nữa, tức là thành Phật. Cần nhắc lại là Phật giáo chủ trương rằng hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả đều có khả năng thành Phật. Phật không hề nói chỉ có ta là Phật, chứ không ai có thể thành Phật. Đạo Phật là bình đẳng, Phật cũng như chúng ta, nhưng hơn ta là có trí huệ. Phật là một bậc đại trí huệ, nên không nói những lời hồ đồ. Chúng ta học Phật chính là học để trở thành không điên đảo, không hồ đồ, không làm những điều chỉ có lợi cho mình mà tổn hại đến người khác, không làm bại hoại xã hội, thành tâm giữ đúng quy củ, phép tắc, học để làm người lương thiện, sau này mới đủ trí huệ chứng thành quả Phật. Quý vị không giữ quy củ, tuyệt đối quý vị không có thể có trí huệ. Có trí huệ mới biết giữ quy củ, bằng không có trí huệ thì dầu có bảo quý vị giữ quy củ thì quý vị sẽ phản đối ngay. Nguyện lớn thứ 8: nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu có thân gái thấy trăm khổ não, sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi thảy đều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được vô thượng bồ đề. Đệ bát đại nguyện: nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, nhược hữu nữ nhân dị nữ bách ác chi sợ bức não, cực sinh yếm ly, nguyện xả nữ thân, giang ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc, chuyển nữ thành nam, cụ trượng phu tướng, nại chí chứng đắc vô thượng bồ đề. Tại sao lại cần chuyển nữ thành nam vậy? Chúng ta đừng hiểu lầm, nói như vậy chẳng phải coi phụ nữ là xấu. Ở xứ này có một số hoạt động trong phong trào giải phóng phụ nữ bài xích Đức Phật A Di Đà, cho rằng Ngài theo chủ nghĩa trọng nam, bởi trên thế giới cực lạc của Ngài chỉ có nam mà không có nữ. Nói như vậy là không đúng. Đức Phật A Di Đà
không chấp tướng về nam hay về nữ. Ngài không phân biệt nam nữ, chẳng phải là không biết, chỉ là không có tướng phân biệt mà thôi. Vậy sao không có nữ giới ở thế giới cực lạc mà chỉ toàn là nam giới ở đây? Số là thân thể của phụ nữ đôi khi không được thanh tịnh, và vào những thời điểm đó họ chịu lắm thứ đau đớn, mà đau đớn thì rất là bất tiện. Bởi vậy người ta không muốn mang thân nữ, chính vì các sự bất tiện này, cũng gọi là bách ác. Nói là 100 thứ ác, kỳ thật có khi nhiều hơn nữa. Nói 100 chỉ để biểu trưng cho số nhiều đó thôi, tức là rất nhiều. Vấn đề phiền toái, rất nhiều lúc thân thể không thanh tịnh, vì những lẽ đó, nhiều lúc người tu hành cảm thấy mang thân nữ rất là phiền phức, muốn mang thân nam giới cho tiện lợi hơn. Nữ giới, mỗi lần đến kinh kỳ thường không được thoải mái, có người thì đau trước kỳ kinh, có người đau sau khi có kinh, có khi đau không chịu nổi. Hoặc giả gặp trường hợp kinh kỳ rầm rề không dứt, hoặc giả kinh kỳ tắc, tức là đủ thứ bệnh tật. Những hoàn cảnh đó mang lại bao nhiêu sự bất tiện. Thành thử, người ta muốn làm thân nam là vì lẽ đó. Hơn nữa, lại còn phải kể đến vấn đề dục niệm giữa nam nữ nữa. Thời đại bây giờ, xảy ra lắm chuyện kỳ quặc, yêu ma quỷ quái thì xuất hiện, kéo theo nhiều chuyện rắc rối, nhất là cái việc đồng tình luyến ái. Đệ bát đại nguyện, nguyện lớn thứ 8, Đức Phật dược sư nguyện rằng: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, ta nguyện đời sau này khi ta thành Phật, nếu có thân gái thấy trăm khổ não sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nếu những người nữ thấy trăm thứ khổ não bức bách sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi thấy điều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu. Khi nghe tên ta rồi thấy điều chuyển được từ thân gái thành thân trai, đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được vô thượng vô đề, cuối cùng chứng được quả Phật. Nguyện lớn thứ 9, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, khiến những hữu tình thoát lưới loài ma, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc. Nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, ta sẽ dẫn dắt lên đường chánh kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh Bồ Tát, chóng chứng được đạo vô thượng bồ đề. Đệ cửu đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, linh chư hữu tình xuất ma quyến giọng, giải thoát nhất thiết ngoại đạo triền phược, nhược đọa chủng chủng ác kiến trù lâm, dài đường dẫn nhiếp trí ư chánh kiến, tiệm linh tu tập chư bồ tát hạnh, tóc chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đệ cửu đại nguyện, nguyện lớn thứ 9. Trong nguyện lớn thứ 9, Đức Phật dược sư nhằm phá các loại lưới của bọn ma dương và ngoại đạo, ngài nói: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nguyện đời sau này khi ta thành Phật, khiến những hữu tình thoát lưới loài ma, khiến cho các loài hữu tình thoát lưới loài ma. Chúng ta ra đời ở thế giới ngày nay chính là gần với ma dương, mà cách Phật thật là xa vời. Là ma dương thì chúng ta muốn làm lúc nào cũng được. Tuy nhiên, muốn thành Phật thì chúng ta phải phá trừ các loại ác kiến, tà tri tà kiến, phải tu chánh tri chánh kiến, chúng ta mới thoát ra khỏi của lưới của loài ma được. Lưới của loài ma rất khó phá, nó di tế nhưng rất bền chặt. Một khi lọt vào rồi sẽ khó thoát ra, rồi từ đó trở thành quyến thuộc của ma dương và Atula. Nếu như chúng ta hay nổi giận để cho ngọn lửa vô minh thiêu đốt, tức là chúng ta đã hãm mình trong lưới ma đó. Như chúng ta đi câu cá chẳng hạn, mỗi lần cá lọt lưới chúng ta reo vui: ồ, bắt được con cá lớn, được một bữa ăn rồi. Loài ma cũng vậy, khi ta mắc lưới của nó cũng sung sướng và tự bảo rằng: lại thêm một người bị mắc lưới để cho ta sử dụng. Muốn thoát khỏi lưới ma ư? Có một cách đơn giản vô cùng, tức là đừng có nổi giận, không nổi nóng, không đốt lên ngọn lửa vô minh. Ma dương khéo dùng tà thuật khống chế đầu óc của ta, khiến ta mất chánh tri chánh kiến.
Đó là lý do người ta khó thoát khỏi lưới của loài ma. Nay may mắn là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai có nguyện lớn giúp chúng ta có thể thoát được lưới của ma dương này, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc, thoát khỏi sự trói buộc của ngoại đạo. Ngoại đạo là họ hàng của loài thiên ma. Ngoại đạo truyền nghề khống chế mọi người, làm người ta mất tự do vì những tà thuật của họ. Thậm chí chúng bắt người ta phải dùng những chú nguyện độc ác, những lời thề độc, để người ta không bao giờ đi sai đạo của chúng hay phản bội chúng. Vì sợ những lời đe dọa, nào là thiên lôi đánh, nào hỏa tai, vân vân. Quý vị biết rõ chúng sai trái mà không dám phản kháng. Sự trói buộc chính là ở chỗ đó. Nó giống như một sợi dây trói buộc người ta. Quý vị muốn cởi trói mà không cởi được. Nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, tức bao gồm các loại tà tri tà kiến. Các loại này quá nhiều, giống như một khu rừng rậm rạp, khống chế quý vị, không để cho quý vị chút nào tự do cả. Phật giáo là không bao giờ khống chế ai. Tôi đã từng nói với một nhóm Phật tử trước mặt cả Hồng Y Du Biên rằng nếu quý vị thấy Phật giáo quá cổ hủ, lòng muốn theo một tôn giáo khác hợp thời hơn, thì nay quý vị đã có cơ hội rồi đó. Quý vị có thể tùy tiện đổi tín ngưỡng của quý vị, bởi Phật giáo không phải là một ngục tù, một cái gì gò bó quản thúc quý vị. Nói xong, tôi quay lại hỏi Hồng Y Du Biên, ông có dám nói như vậy với tín đồ của ông không? Ông lắc đầu nói, không dám. Tại sao không dám? Bởi tôn giáo của họ khống chế môn đồ, không cho môn đồ tự do. Ai bỏ đạo sẽ bị coi là kẻ phạm tội tày trời. Cái đó gọi là rừng rậm ác kiến. Trong đó không có ánh sáng, chỉ toàn là tà tri tà kiến, không thể đưa ra để thảo luận một cách công khai. Đối với loại bị tà tri tà kiến như vậy, thì lời nguyện của Đức Phật Dược Sư là ta sẽ dẫn dắt, Ngài sẽ dẫn dắt lên đường chánh kiến, dạy cho chánh kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh Bồ Tát, dần già khiến cho tu tập pháp lục độ và thực hành đạo Bồ Tát, chóng chứng được đạo vô thượng Bồ Đề, đặng chứng mau chóng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả Phật. Nguyện lớn thứ 10, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị pháp luật trị, trói buộc đánh đập, giam cầm lao ngục, hoặc bị tử hình và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, nhục nhã bi sầu, thân tâm chịu khổ, nghe danh hiệu ta, vì sức oai thần công đức của ta, đều được giải thoát hết thảy lo khổ. Đề thập đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình, dương pháp sở lục, phược lục tiên thác, hệ bế lao ngục, hoặc đương hình lục, cặp dư vô lượng tai nạn lan nhục, bi sầu thiên bức thân tâm thọ khổ, nhược văn ngã danh, dĩ ngã phước đức, quy thần lực cố, giải đắc giải thoát, nhất thiết u khổ. Đệ thập đại nguyện. Trong nguyện lớn thứ 10, Ngài nói, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị pháp luật trị, đời sau khi ta thành Phật, nếu những hữu tình bị mắc nạn dương pháp, tức là bị pháp luật trừng trị, giả tỷ quý vị chẳng làm nên tội gì, chỉ bị người ta vu cáo, hoặc giả quý vị bị oan uổng hay gì vô tâm mà phạm pháp chứ chẳng phải cố ý, đến khi mắc nạn pháp luật, quý vị bị bắt, bị trừng phạt, bị giam vào ngục, như trong kinh nói, trói buộc đánh đập, phược lục tiên thác. Phược là trói, trói tay hay trói chân. Lục là lấy khẩu cung ghi vào hồ sơ, trong đó nói rõ tội trạng. Tiên là cái roi, tiên thác là đánh đập bằng roi, bằng gậy. Giam cầm lao ngục, hệ bế lao ngục. Hệ là cùm lại, tại ba nơi, cổ thì có gông, hai tay và hai chân thì bị cùm, cốt không cho phạm nhân trốn thoát. Phạm nhân bị giam lại trong lao ngục, trong ngoài không tương thông được với nhau, hoặc bị tử hình, hoặc đương hình lục.
Chữ lục ở đây nghĩa là giết, trù lục, tức tội tử hình, hoặc giả bị chặt đầu rồi bêu đầu trước công chúng, có khi bị đánh chết, có khi lên ghế điện, vân vân. Và còn rất nhiều tai nạn khác nữa. Nhục nhã, cặp dư vô lượng tai nạn lăng nhục, cho đến vô vàn các thứ trừng phạt, vô lượng các tai nạn khác do trời giáng thiên tai, do người gia hại. Lăng nhục là bị khinh khi và bị nhục nhã, bi sầu tiên bức thân tâm thọ khổ. Bi ai và sầu khổ giống như bị người bị nung nấu bức bách, khiến cho thân và tâm đều khổ sở. Nghe danh hiệu ta, nếu nghe tên ta, danh hiệu dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, vì sức oai thần công đức của ta, phước đức và sức oai thần của ta đều được giải thoát hết thảy lo khổ. Tất cả đều được giải thoát khỏi các cảnh lo âu, sầu khổ, lìa khổ được vui. Nguyện thứ 11, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ vì việc kiếm ăn tạo mọi nghiệp ác, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm, trước tiên ta cho ăn uống rất ngon để no thân đã, rồi sau ta mới cho ăn pháp vị để lập thành người rốt ráo yên vui. Đệ thập nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình cơ khát sở não, dị cầu thực cố tạo chư ác nghiệp, đắc văn ngã danh chuyên niệm thọ trì, ngã đường tiền dĩ thượng diệu ẩm thực, bảo túc kỳ thân hậu dĩ pháp dị, tất cánh an lạc nhi kiến lập chi. Nguyện lớn thứ 11, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ. Đây là lời nguyện thứ 11. Ngài nguyện đời sau này khi thành Phật, nếu những chúng sanh đói hết thảy mọi chúng sanh bị khổ vì đói khát, tức là không có cơm ăn, không có nước uống, cũng có thể có cơm mà không ăn được, có nước mà không uống được, vì việc kiếm ăn tạo mọi nghiệp ác, vì cầu miếng ăn đói khổ quá phát khùng, chẳng kể phương tiện nào, hoặc đi cướp, hoặc ăn cắp, hoặc giết người, miễn sao được no, và từ đó mà tạo nên bao nhiêu ác nghiệp. Vậy phải làm sao? Khi nghe tên ta, chuyên tâm trì niệm, chuyên niệm thọ trì. Nếu như nghe được danh hiệu của ta, chuyên tâm trì trí, niệm tụng danh hiệu của ta và thọ trì, thần thì thọ mà tâm thì trì, trước tiên ta cho ăn uống rất ngon, lúc đó ta hóa phép tạo ra các món ăn thức uống thật ngon lành cấp cho ăn uống. Trước tiên ta cho ăn uống rất ngon, khiến cho được no nê hết đói khổ, sau ta mới cho ăn pháp vị, sau đó nói pháp cho nghe, cho được nếm mùi vị thần diệu của Phật pháp, tất cánh an lạc nhi kiến lập chi, để cuối cùng đưa cho họ vào chỗ an lạc. Nguyện lớn thứ 12, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình nghèo không áo mặc, ruồi mũi bứt rít, khổ suốt đêm ngày, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm, thì tâm muốn gì liền được đủ thứ, áo mặc thật đẹp, được cả đồ dùng quý báu trang nghiêm, đèo hoa ướp hương, trống nhạc các loại, tùy tâm thích gì đều được đầy đủ. Đề thập nhị đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình bần vô y phục, văn manh hàng nhiệt trú già bất não, đắc văn ngã danh chuyên niệm thọ trì, như kỳ sở hiếu tức đẳng chủng chủng thượng diệu y phục, diệt đắc nhất thiết bảo trang nghiêm cụ, hoa mang đồ hương cổ lạc chúng kỹ, tùy tâm sở ngoạn dài linh mãn túc. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chắc chắn đã từng gặp hoàn cảnh bần cùng khốn khổ, do đó Ngài phát nguyện giải trừ các cảnh khổ đó cho các chúng sanh. Trong nguyện lớn thứ 12, Ngài nói: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình nghèo không áo mặc, ta nguyện đời sau này khi ta thành Phật, nếu những hữu tình
kể tất cả các chúng sanh, bất luận ở nước nào, thuộc dân tộc nào, không có áo quần mặc, tức là nghèo khổ lắm, đương nhiên chẳng đủ cơm ăn. Nguyện thứ 11 trên nói về những ai bị đói ăn. Đoạn này nói tới những người nghèo không có áo mặc, nên họ chịu cảnh ruồi muỗi bứt riết khổ suốt đêm ngày, tức bị ruồi muỗi cắn, không có gì che thân khi trời nóng lạnh, khiến cho ngày đêm bị các thứ khổ đó bứt riết. Khi nghe tên ta, nếu nghe đến danh hiệu của ta mà chuyên tâm trì niệm, chuyên niệm thọ trì, chuyên tâm niệm, chứ không phải nghe đến danh hiệu rồi bỏ qua chẳng hạn, phải chuyên một lòng, nghĩ tới chẳng quên, sớm tối đều niệm, lãnh thọ trong tâm, chuyên trì ở thân, dụng công như vậy, thì tâm muốn gì liền được đủ thứ. Những điều lâu nay ưa thích, những gì làm cho thỏa ý vừa lòng thì đều có được cả. Tiễn như áo mặc thật đẹp, thượng diệu y phục, quần áo thuộc loại thượng hạng, được cả đồ dùng quý báu trang nghiêm, lại còn có hết thảy các thứ trang sức quý giá làm bằng 7 thứ báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, ngọc đỏ, mã não, đeo hoa ước hương, trống nhạc các loại, vòng đeo kết vàng hoa cùng hương quý, các loại âm nhạc, tùy tâm thích gì đều được đầy đủ, tùy tâm ý, sở thích, muốn. Ông mạng thù thất lợi, thế là 12 nguyện rất nhiệm màu của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Mạng thù thất lợi, thị di bỉ Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, hành Bồ Tát đạo thời, sở phát thập nhị di diệu thượng nguyện. Mạng thù thất lợi hay văn thù sư lợi là cách dịch âm ra từ tiếng Trung Hoa, còn dịch nghĩa thì gọi là diệu cát tường. Đây là vị Bồ Tát có trí huệ giàu loại bậc nhất, có đạo tràng tại Trung Hoa là Ngũ Đài Sơn. Ở đấy quanh năm có tuyết, lạnh vô cùng. Ngài chọn nơi này làm đạo tràng, chắc vì Ngài thích khí hậu lạnh, hoặc giả thích những người ở chỗ lạnh lẽo này tu hành. Ngũ Đại Sơn cũng được nhắc tới trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Dược Sư này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xưng tên Ngài Văn Thù Sư Lợi để giảng kinh. Chính bởi vì những ai không đủ trí huệ, không thể hiểu được nguyện lực của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà phải là những bậc đại trí huệ như Ngài Văn Thù Sư Lợi mới hiểu được. Thế là 12 nguyện rất nhiệm màu, di diệu thượng nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác Thế Tôn cũng như ứng chánh đẳng giác, là hai trong 10 danh hiệu của Phật, đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Trong thời gian nhân địa, Đức Phật Dược Sư thực hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra những lời nguyện thần diệu thượng đẳng như vậy. Các lời nguyện tuy không nhiều, nhưng trọng yếu ở chỗ chúng bao quát hết mọi vấn đề của chúng sanh, dầu họ khổ, họ vui, chẳng kể đó là kẻ trí hay người ngu. Bởi vậy mới nói là thượng nguyện, tức là nguyện thượng đẳng. Ha ha ha,